Hello, xin chào anh em. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho anh em cách vệ sinh cảm biến và vệ sinh ống kính máy ảnh với cái bộ D-Gripper này. Mình cảm thấy lau sensor thực sự là một cái công việc rất dễ. Có nghĩa là một số người người ta bị lau bằng những cái vật dụng như kiểu là cái bông tăm, máy tay hoặc là gì đấy. Họ lau không đúng cách thì bị xước. Còn đối với mình khẳng định với các bạn, nếu các bạn sử dụng cái này không thể bị xước được. Ở đây mình đang có một chiếc máy ảnh Sony Alpha Nex 5T. Thì chủ cũ người ta lại chót chạm một cái vân tay ở đây, các bạn có thể nhìn thấy ở trên sensor này. Mình sẽ sử dụng cái bộ vệ sinh sensor để mình lau cho các bạn. Một cái bộ mà bên mình đang cung cấp thì nó sẽ bao gồm là đây 10 que lau này và cái lọ này. Hai cái này là các bạn để lau sensor các bạn nhé. Cái bóng thổi là các bạn để thổi bụi trước. Hai cái này, một cái là 20 cái khăn lau D-Gripper này. Loại khăn lau này rất xịn luôn, mình lau rất sướng. Và cái lọ màu xanh này để các bạn lau ống kính các bạn nhé, ống kính máy ảnh đấy. Để lau sensor thì khá là dễ. Đối với những cái máy ảnh DSLR thì các bạn cần phải vào menu để các bạn lật cái gương lật của nó lên. Tại vì DSLR này nó sẽ có một cái gương lật nó trắng như này, vào trong menu để chúng ta bật. Còn đối với những cái dòng mirrorless như kiểu Sony dòng Nex này, hoặc là A6000, hoặc là những cái máy như LSR, thì khi mà chúng ta tháo lens ra thì cái sensor nó rõ ràng như này. Thì các bạn lật ngược cái máy xuống này, rồi chúng ta dùng quả bóng thổi xịt. Ví dụ như là ở trong cảm biến nó vướng những cái sạn cát to, chính là cái tác nhân gây xước cảm biến của các bạn. Các bạn tạm thời úp như này xuống giúp mình này. Sau đây các bạn sẽ dùng một cái que lau sensor này lau. Que này các bạn lưu ý nhé, một bộ nó gồm 10 que và chúng ta chỉ lau một lần. Và mình cũng khuyên các bạn là chúng ta chỉ lau khi nhìn thấy sensor bẩn, chứ không phải chúng ta vệ sinh thường xuyên. Còn nếu chúng ta không tháo ra, tháo vào ống kính như này thì sensor nó rất ít khi bị bụi. Các bạn sử dụng cái lọ dung dịch nhỏ nhỏ này, chúng ta nhỏ vào đây. Các bạn nhỏ một ít thôi nhé, chứ không nhiều. Các bạn nhìn này, đấy, cái đầu này đã bị ngấm một chút nước này, chứ không nhiều nhé. Mình khuyên các bạn là chỉ nhỏ một ít thôi. Sau đấy các bạn quét này. Nếu mà bẩn nhiều thì chúng ta phải quét nhiều, nhưng mà nhớ là không tì theo kiểu là di đi di lại, mà chúng ta sẽ quét qua quét lại. Ok chưa ạ? Các bạn nhìn thấy nó có vết xước hay là có những cái vết như kiểu là bẩn hay gì nữa không ạ? Thì sau khi cái này dùng nhé, các bạn không sử dụng tiếp nhé, các bạn không tái sử dụng. Tại vì sao ạ? Tại vì khi mình cắt ra mới thì cái này là mới 100%. Còn khi mà các bạn tái sử dụng nhiều lần thì những cái vết bẩn nó lẫn ở trên đây rồi, mà lại các bạn quét vào sensor. Thế nó gần như là các bạn dùng một cái que bẩn cho các bạn lau sensor. Bây giờ sẽ là lau phần ống kính này. Lau phần ống kính cũng tương tự như vậy. Các bạn hãy lấy bóng thổi, các bạn xịt trước cái mặt ống kính này. Sau đấy các bạn sẽ lấy cái khăn D-Gripper này. Sau đấy các bạn sẽ dùng cái lọ xanh này, các bạn xịt một chút. Đấy, ok chưa? Các bạn nhìn cái ống kính nó bẩn như này. Chỉ lau một nửa thôi để cho các bạn xem là sự khác nhau như nào. Đây các bạn nhìn này, đây là bên lau này và bên không lau này. Những cái vết xước này thì do bản thân cái ống kính nó đã có rồi nhé. Đây là mình lấy cái ống kính có vài trăm nghìn để mình test cho các bạn. Đây các bạn nhìn này, đây là bên lau rồi này và bên chưa lau này. Các bạn nhìn thấy chưa? Một bên rõ ràng vân tay rất là nhiều luôn này, và một bên thì rất là trong này. Các bạn nhìn thấy ạ, trong sạch chưa? Đây ạ, rất là dễ dàng luôn các bạn ạ. Ngoài ra thì cái khăn lau này cũng có thể giúp anh em lau cái màn hình này. Thường các bạn hay lấy áo, khi mà các bạn lấy áo này, các bạn nhìn này, thường nó sẽ vẫn còn để lại cái vân tay, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, mình lau một nửa màn hình này bằng áo này. Áo này vải cốt tông luôn nhé. Đó, thì đấy, nó bị như này, các bạn nhìn thấy chưa? Mình nhá, xịt một chút vào này. Đây, để lau bằng cái vải D-Gripper này, để cho các bạn xem là một nửa bên nó khác nhau gì không. Đây là một bên mà lau bằng áo này, một bên lau bằng cái khăn D-Gripper. Nó khác nhau chưa ạ? Do vậy mà cái bộ vệ sinh này là một cái bộ vệ sinh rất là toàn diện. Vệ sinh cả ống kính và vệ sinh cả cảm biến. Đây, cảm biến anh em xem lại một lần nữa nhé. Đây, rất đẹp luôn. Đó, có vết xước nào không ạ? Mình lau có cái gì khó đâu. Mình chỉ khuyên các bạn là khi các bạn lau ấy, thì cái que lau sensor này các bạn chỉ dùng một lần. Và các bạn khi mà các bạn tẩm ấy, thì các bạn tẩm ít thôi, đừng tẩm nhiều. Nó chỉ gọi là hơi gọi nhú 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 một tí nước ở trên cái đầu này thôi. Chứ còn bạn các bạn ngâm nó nhỏ giọt ra hoặc là nó quá nhiều nước ấy, thì lau vào đây nó sẽ rất là lâu khô và nó sẽ để lại vết. Do vậy anh em ở xa hoặc là anh em nào ngại không qua được những cái cửa hàng vệ sinh máy ảnh thì chúng ta có thể vệ sinh ở nhà rất là dễ dàng với cái bộ combo này. Ok nhé, thì cái link sản phẩm mình sẽ gửi ở phía dưới phần mô tả nhé. Anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp ra số điện thoại mình ghi ở trên video cũng được. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình trên tay những cái sản phẩm khác. Cảm ơn các bạn.